Tính sáng 30 giây hôm nay thứ Tư ngày 16 tháng 12 với các nội dung đáng chú ý. Sau cuộc bỏ phiếu của các đại cử tri và ông Joe Biden được công nhận chiến thắng, nhưng với tính cách của mình, Tổng thống Donald Trump vẫn không công nhận kết quả. Và trên tài khoản cá nhân, trước bao giờ từ trước đến nay, ông vẫn cho rằng đây là một cuộc bầu cử bị đánh cắp. Liệu Trump có thật sự đã là người của quá khứ? Vì đại dịch Covid-19 mà hàng loạt sự kiện trên thế giới bị hoãn lại trong tiếc nối, và tất nhiên Nhật Bản cũng không ngoại lệ. Sapporo, một lễ hội thường niên lâu đời có từ năm 1950, lần đầu tiên phải hoãn tổ chức vì dịch bệnh. Những ai yêu thích lễ hội thì vô cùng buồn chán khi phải xem sự kiện này chỉ qua TV nhà mình. Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng là vấn đề được quan tâm ở hầu hết các quốc gia trên thế giới và đang là vấn đề có tính toàn cầu, bởi trẻ bị xâm hại trên môi trường Internet không chỉ ảnh hưởng đến thể chất mà còn cả tâm lý và khả năng học tập. Làm gì để bảo vệ con của bạn trước những hiểm họa chực chờ này? Phóng viên Tin Sáng 30 giây trao đổi vấn đề này với chuyên gia trong ít phút nữa. Tiền mất mà không còn được về quê ăn Tết là tình trạng trớ trêu của không ít người dân khi mua phải vé máy bay giả trên các trang trực tuyến giả mạo, nhất là thời điểm cuối năm Tết đến như lúc này. Với một công dân, tấm giấy khai sinh như sự xác thực chính danh lai lịch và là giấy tờ thông hành vào đời. Thế nhưng vì nhiều hoàn cảnh éo le mà nhiều đứa trẻ ngay khi mới chào đời phải quay quắt với cuộc đời không danh không tính của mình. Thấu hiểu những hoàn cảnh này, một tổ chức đã bắt tay thực hiện hành trình khai sinh lại tương lai cho các em. Lan tỏa 30 giây hôm nay với câu chuyện ý nghĩa này. Giữ tín hiệu và đồng hành cùng Tin Sáng 30 giây quý vị nhé! Vịnh Lan Hạ xứng đáng được ví là Vịnh Hạ Long thứ hai và là một trong những địa điểm đáng ghé thăm nhất Đông Nam Á. Ở góc nhìn trên cao, Vịnh Lan Hạ ẩn hiện như một thế giới siêu thực. Sự ngạc nhiên, phấn khích của không ít người khi đến Vịnh Lan Hạ cứ như nơi này vừa được chính họ phát hiện ra và rồi không tin được vào mắt mình nữa. Nằm ở phía đông đảo Cát Bà thuộc thành phố Hải Phòng, Vịnh Lan Hạ từng được ví như một thiên đường bị bỏ quên. Nhưng nay, thiên đường ấy đang làm ngạc nhiên tất cả những người yêu du lịch, yêu thiên nhiên và muốn hòa mình vào thiên nhiên. Nằm trong khu dự trữ sinh quyển thế giới Cát Bà, Lan Hạ là một vùng vịnh tuyệt đẹp và vô cùng yên bình, với mặt nước xanh biếc và hình vòng cung, gồm khoảng 400 hòn đảo lớn nhỏ. Không giống các đảo đá vôi ở Vịnh Hạ Long, các đảo đá vôi trong Vịnh Lan Hạ đều được phủ lên mình một thảm thực vật tự nhiên xanh mướt, hòa với màu nước biển xanh trong veo bên dưới. Các đảo đá vôi xếp dày đặc san sát nhau, đẹp hoang sơ với muôn dạng hình thù kỳ thú. Đầu năm 2020, Vịnh Lan Hạ đã chính thức trở thành thành viên của Hiệp hội Câu lạc bộ các vịnh đẹp trên thế giới. Vừa qua, trên tài khoản mạng xã hội, nam tài tử Hollywood Leonardo DiCaprio đã chia sẻ một clip về Vịnh Lan Hạ, ví nơi đây như thiên đường. Đoạn clip chỉ dài một phút nhưng đã nhanh chóng thu hút được hơn 1 triệu lượt yêu thích. Hầu hết mọi người từ khắp nơi trên thế giới đều để lại bình luận, bày tỏ sự ngạc nhiên và yêu thích đối với địa danh này. Thậm chí có người còn hỏi, làm thế nào để được tới thiên đường có thật này? Sở hữu cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp nhưng vẫn giữ được vẻ hoang sơ vốn có, Vịnh Lan Hạ xứng đáng được ví là Vịnh Hạ Long thứ hai và là một trong những địa điểm đáng ghé thăm nhất Đông Nam Á, theo gợi ý của tạp chí du lịch Mỹ. Và cũng không hề quá lời khi dẫn lại đánh giá của tài tử Leonardo DiCaprio rằng Vịnh Lan Hạ mang vẻ đẹp của thiên đường. Tin Sáng 30 giây với Việt Linh và Thu Trinh xin kính chào quý vị và các bạn. Quả là tôi có một chút giật mình và rất là thích thú, Việt Linh ạ, khi mà chúng ta xem những cái hình ảnh mà góc nhìn từ trên cao về Vịnh Lan Hạ vừa gửi đến quý vị trong Tin Sáng 30 giây ngày hôm nay. Bởi vì tôi đã nghe qua rất là nhiều về Vịnh Hạ Long, nhưng mà thật sự là cũng quên mất rằng là Việt Nam của chúng ta có một cái địa điểm thần tiên và diệu kỳ như vậy. Và thậm chí ngay cả một siêu sao quốc tế Hollywood còn phải thảng thốt và trầm trồ khi mà một lần đến Vịnh Lan Hạ nữa khi mà vậy thì nếu trên hành trình rong ruổi trên các vùng miền trên dải đất hình chữ S này của quý vị thì quý vị cũng nên thử đến miền đất này một lần, đúng không ạ? Và nếu như trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới thì chuyến du xuân của Việt Linh nếu có đi qua những tỉnh miền Bắc thì có lẽ Vịnh Lan Hạ sẽ là cái tên mà Linh sẽ nhớ tới đầu tiên. Và khi mà nghe đến cái kế hoạch nghỉ Tết thì tôi quá là nôn nao, Việt Linh ạ, bởi vì là nếu như tôi nhớ không lầm thì còn khoảng chừng 50 mấy ngày nữa thôi là đến Tết Nguyên Đán rồi, và chúng ta có quá nhiều những cái công việc bộn bề trước mắt và cần phải dồn toàn lực để mà hoàn thành, để mà kịp đón Tết nữa. Tuy nhiên ngay sau đây thì chúng tôi xin mời quý vị hãy bắt đầu một buổi sáng đầy hứng khởi và năng lượng với những thông tin tích cực và lan tỏa của Tin Sáng 30 giây ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, như vậy là cuộc bỏ phiếu của 538 đại cử tri đã kết thúc vào ngày hôm qua và một lần nữa xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden. Và đây là một trong những cuộc bầu cử đặc biệt và gay cấn nhất trong lịch sử Mỹ, khiến cho một xã hội với những đặc tính cực đoan được đẩy lên cao cùng cực và gây chia rẽ một cách sâu sắc mà thế giới rất lâu rồi mới được chứng kiến. Đúng vậy, khi mà kết quả của đại cử tri đoàn được công bố thì có nhiều người hài lòng, nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều người vẫn chưa công nhận đây là kết quả cuối cùng. Và cần phải đợi đến những cột mốc tiếp theo, đó là ngày họp Quốc hội Mỹ vào ngày 6 tháng 1, hay thậm chí là phải chờ đến ngày Tổng thống nhậm chức ngày 20 tháng 1. Vâng, và tuy nhiên thì dù sao kết quả bỏ phiếu của cử tri đoàn vẫn phải được tôn trọng và quá trình chuyển giao vẫn đang được diễn ra kể từ ngày 3 tháng 11 đến nay. Ngay sau khi kết thúc quá trình các đại cử tri của 50 bang và vùng thủ đô Washington bỏ phiếu và được xác định chiến thắng, ông Joe Biden đã có bài phát biểu từ bang quê nhà Delaware. Ông kêu gọi đất nước đoàn kết sau một kỳ bầu cử có thể nói là chia rẽ nhất trong lịch sử. Ông nói bây giờ là lúc chữa lành và vỗ về những tổn thương xã hội. Chỉ có vậy thì nước Mỹ mới chiến thắng được đại dịch COVID-19 và vượt qua được suy thoái kinh tế để đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường. Sau khi các đại cử tri kết thúc bỏ phiếu với phần thắng nghiêng về ông Joe Biden, Tổng thống Donald Trump vẫn kiên quyết không chấp nhận chiến thắng của hai đảng viên Dân Chủ. Ông khẳng định cuộc bầu cử đã bị đánh cắp và các luật sư của ông sẽ tiếp tục kiện ở các tòa án. Sau khi bị bác bỏ hơn 50 vụ kiện cấp tiểu bang, mới đây Tòa án Tối cao Hoa Kỳ với 3 thẩm phán do Tổng thống Trump bổ nhiệm cũng đã bác đơn kiện của các đảng viên Cộng hòa bang Texas đòi hủy kết quả ở những bang gây tranh cãi. Theo nhiều nhà quan sát, phán quyết của Tòa án Tối cao trên đã gần như chấm dứt mọi hy vọng đảo ngược kết quả của nhóm ông. Và lại nói đến buổi phát biểu mừng chiến thắng sau kết quả của cử tri đoàn, ông Joe Biden được nhìn thấy đã ho liên tục. Ngay lập tức điều này đã thu hút sự chú ý và những lo ngại về sức khỏe của cựu phó tổng thống. Trong suốt chiến dịch tranh cử, ông Biden không ít lần gây lo ngại về tình hình thể chất và tinh thần khi hay có các phát biểu nhầm lẫn. Một số quan chức và bác sĩ nhận định có thể là ông Joe Biden sẽ ở Nhà Trắng chỉ trong vòng một năm và rồi sẽ chuyển giao lại cho bà Kamala Harris. Thưa quý vị, Tin sáng 30 giây sẽ được tiếp nối với các thông tin đáng chú ý khác về thế giới. Thưa quý vị, mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Christopher Miller đã đến Trung tâm Y tế Waterbury để tiêm vaccine chống COVID-19. Quang cảnh được ghi lại và phát trên các phương tiện truyền thông. Những ngày qua, nhiều quan chức cấp cao Mỹ đã lên tiếng trấn an người dân về tính an toàn của vaccine. Theo kế hoạch phân phối của chính phủ Mỹ, đến hết tuần này sẽ có khoảng 2,9 triệu liều vaccine được phân phát, chủ yếu ở Kentucky, Indiana hay Tennessee. Dự kiến đến tháng 3 năm 2021 sẽ có khoảng 100 triệu người Mỹ, chiếm gần 1/3 dân số được tiêm chủng vaccine. Một thông tin thú vị về khoa học, thưa quý vị, cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA vừa mới công bố tên của 18 nhà du hành sẽ tham gia dự án mang tên Artemis đưa người lên mặt trăng lần kế tiếp. Dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2024. Lần gần nhất con người đặt chân lên mặt trăng là vào năm 1972. Ngoài Mỹ và Nga, nhiều quốc gia đã thể hiện sự quan tâm đến mặt trăng như Ấn Độ, Iran, Pháp, Nhật Bản và đặc biệt là Trung Quốc, nước có cả một chương trình phục vụ và xây căn cứ đầy tham vọng trên mặt trăng. Gần đây, một tàu vũ trụ không người lái của Trung Quốc đã cầm cờ nước này và thành công trên mặt trăng. Theo nhiều nhà quan sát, câu hỏi là liệu trong tương lai, mặt trăng có trở thành vùng tranh chấp lãnh thổ kế tiếp giữa các cường quốc hay không? Thưa quý vị, một thông tin mới khác. Thành phố Sapporo mang tên một loại bia nổi tiếng của xứ sở mặt trời mọc. Nơi đây nằm ở cực Bắc nên mùa đông rất lạnh, thu hút nhiều du khách tới trượt tuyết. Ngoài ra, lễ hội tuyết Sapporo thường niên cũng thu hút sự chú ý đặc biệt trong và ngoài nước. Tại đây, các công trình vĩ đại của thế giới như Vạn Lý Trường Thành, Kim Tự Tháp Ai Cập, Nhà Trắng của Mỹ được thể hiện tỉ mỉ và công phu dưới bàn tay của các nghệ nhân. Năm nay do COVID-19, các tác phẩm vẫn được điêu khắc để thỏa mãn tài năng của những nghệ sĩ, nhưng người xem sẽ bị giới hạn và phần lớn mọi người chỉ được nhìn ngắm trực tuyến. Nhiều người cho biết đến đây xem chủ yếu là được sờ mó trực tiếp vào hiện vật nên chỉ được xem qua truyền hình thì thật không vui. Thưa quý vị và các bạn, kết quả thăm dò ý kiến trẻ em và thanh thiếu niên của UNICEF tại Việt Nam cho thấy là 1/5 trẻ em khi được hỏi cho biết là đã từng là nạn nhân của đe dọa trên mạng.
Thưa quý vị, đe dọa chỉ là một trong những hình thức xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, đặc biệt là trẻ từ 11 đến 16 tuổi. Và hàng năm, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 Bộ Công an cho tiếp nhận khoảng hơn 1.500 vụ việc liên quan đến trẻ em. Trong đó, số lượng vụ việc về tội phạm xâm hại trẻ em trên môi trường mạng thì ngày càng chiếm tỷ lệ lớn hơn. Và những con số thì không biết nói dối, thưa quý vị, đây cũng chính là hồi chuông cảnh báo về tính cấp thiết của việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, đặc biệt là trong thời gian vừa qua. Khi mà nghỉ dịch thì trẻ em có quá nhiều thời gian để mà tiếp cận với các thiết bị điện tử. Nếu như mà quý vị phụ huynh nào có con em cũng đang bị rơi vào vòng xoáy hấp dẫn của những cái thời gian độc hại trên mạng, thì mời quý vị cùng chú ý phóng sự sau đây của phóng viên Hồng Diễm đã thực hiện cho Tin Sáng 30 giây. Cứ 3 người truy cập Internet thì có một trẻ em. Tất cả đều rất đơn giản, chỉ bằng một vài thao tác. Vậy quý vị có từng hỏi rằng con mình hay cháu mình đang xem nội dung gì trên các thiết bị điện tử? Môi trường mạng bản thân phụ huynh không thể kiểm soát được hết là nó có những gì trên đó. Nhiều nội dung không phù hợp với lứa tuổi của bé, nên là khi mà bé coi những cái thông tin, những cái nội dung mà không tốt thì nó cũng hại cho bé. Khó kiểm soát thông tin mà trẻ em xem, nhưng những nguy cơ xâm hại trẻ em vẫn hiện hữu trên môi trường mạng, như bị bắt nạt, dụ dỗ tham gia các thử thách, lừa đảo, thậm chí xâm hại tình dục. Theo Trung tâm Quốc gia về trẻ em mất tích và bị bóc lột, NCMEC, trong năm 2019, tổ chức này ghi nhận hơn 300.000 phản ánh liên quan đến các vấn đề về trẻ em đến từ Việt Nam. Việt Nam cũng là quốc gia đứng thứ ba ở khu vực Đông Nam Á phản ánh về trẻ bị xâm hại trên môi trường mạng. Đặc biệt, trong giai đoạn dịch bệnh, phụ huynh tá hỏa khi phát hiện trẻ tiếp cận với những thông tin xấu độc trên Internet và bật ngửa với cách giao tiếp không phù hợp với lứa tuổi của trẻ. Thì sau cái đợt Covid thì chị đi học, các mẹ, các phụ huynh là phản ánh rất nhiều về cái việc là con mình ấy dùng điện thoại, và nhất là mở Facebook ra rồi chat chít với nhau, nói những cái từ rất là bậy bạ, mà chính bản thân những người phụ huynh đấy bình thường nghĩ là con mình rất ngoan, nhưng mà không hiểu tại sao lại có thể có những cái ngôn từ như vậy, phát minh ra như vậy, hoặc là những cái lời nói mà nó không đúng với chuẩn mực ấy, nên là các mẹ rất là bức xúc ấy. Bận rộn với công việc, dụ trẻ ăn uống bằng cách cho xem điện thoại là những lý do phổ biến của các bậc phụ huynh khi được hỏi về việc để trẻ thoải mái với không gian mạng. Thế nhưng, nếu một lần nữa nghe lại, nhìn lại những hậu quả đau lòng hay thậm chí gọi là hiểm họa từ thử thách Momo, thử thách cá voi xanh này, chắc hẳn ai cũng phải suy ngẫm lại. Có khi về ba mẹ cứ biện hộ bận nhưng mà là toàn chơi phây chơi phiếc trên mạng, xong rồi là cứ mỗi người một cái điện thoại. Như khi con nhìn vào đấy thì để mà dạy con, để mà nói con khó lắm. Nên là nhiều khi là chính là cái tấm gương mà để cho con nhìn theo và học tập. Thì cái vấn đề đầu tiên là bản thân chúng ta phải giáo dục, hướng dẫn cho các em biết được các cái kỹ năng, các cái phương pháp cần thiết để các em tham gia vào môi trường mạng, cái nào là an toàn, cái nào là không an toàn. Cái thứ hai á, là chúng ta cũng giáo dục nâng cao nhận thức và kỹ năng cho chính cha mẹ và những người chăm sóc trẻ, để họ biết được kiểm soát cái việc mà tham gia tương tác của con em họ trên môi trường mạng. Các cái cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo vệ chăm sóc trẻ em, chúng ta phải có các cái chương trình truyền thông nâng cao nhận thức và có các cái cơ chế để kiểm tra, giám sát, làm sao mà ngăn chặn những cái thông tin độc hại có thể là ảnh hưởng đến các em trên môi trường mạng. Không gian mạng là ảo, nhưng hậu quả mà nó đem lại chính là đời sống thực. Con cháu của mỗi người đều có thể bị đe dọa, bị xâm hại từ chính không gian mạng. Nếu không được kiểm soát tốt, những thông tin xấu độc trên môi trường mạng sẽ khiến trẻ bị lệch lạc về suy nghĩ, hành vi, nhân sinh quan, hậu quả kéo dài cho đến khi trẻ trưởng thành. Do đó, bảo vệ trẻ khỏi những hiểm họa khôn lường phải được thực hiện ngay từ lúc này. Thưa quý vị, tiếp theo là một thông tin về luật pháp. Luật cư trú 2020 vừa được Quốc hội khóa 14 thông qua với nhiều nội dung mới quan trọng. Trong đó đáng chú ý là việc bỏ sổ hộ khẩu giấy trong việc quản lý cư trú. Theo đó, khi người dân thực hiện thủ tục đăng ký thường trú, cơ quan đăng ký thường trú kiểm tra và cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đăng ký. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, cơ quan đăng ký thường trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi thường trú mới của người đăng ký vào cơ sở dữ liệu về cư trú, thay vì cấp sổ hộ khẩu cho họ như quy định trước đây tại Điều 18 Luật Cư trú 2006. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn có được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của luật này cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.
Thưa quý vị, Sở Du lịch Hà Nội vừa mới có văn bản yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân kinh doanh du lịch trên địa bàn thực hiện phát triển sản phẩm, đảm bảo chất lượng dịch vụ và an toàn đúng quy định. Theo đó, thì Sở Du lịch Hà Nội yêu cầu các đơn vị và cá nhân tiếp tục tuân thủ nghiêm các quy định, khuyến cáo của Chính phủ, Bộ Y tế, thành phố Hà Nội và các cơ quan chức năng khác trong việc phòng chống lây nhiễm dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách và người lao động của đơn vị. Đơn vị này đề nghị các đơn vị khác sẵn sàng điều kiện tốt nhất để phục vụ du khách. Các doanh nghiệp lưu trú, nhà hàng nên trang trí không gian mặt tiền và phía trong tạo diện mạo đẹp cho cơ sở, đồng thời nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về giá, niêm yết công khai giá bán các dịch vụ và không tăng giá bất thường. Hiện nay, xuất hiện một số website không phải kênh bán vé chính thức của Vietnam Airlines, nhưng được thiết kế gần giống website chính thức của hãng. So với website chính thức www.vietnamairlines.com của Vietnam Airlines, tên miền của website này có thêm chữ S được chèn vào giữa từ Airlines, khiến khách hàng khó phân biệt. Hơn nữa, website này còn có giao diện, màu sắc và các thao tác đặt vé tương tự với website chính thức của Vietnam Airlines. Khẳng định những tên miền website trên đều không phải những trang web hoạt động do Vietnam Airlines quản lý, tổ chức, đại diện Vietnam Airlines đánh giá, hành khách có thể bị kẻ xấu lợi dụng lấy cắp thông tin cá nhân hoặc vô tình tiếp tay cho hành vi lừa đảo những người dùng khác trên không gian mạng. Theo đó, các hãng bay này đề nghị hành khách nên mua vé trên website, đại lý, phòng vé chính thức của các hãng và yêu cầu xuất hóa đơn theo quy định. Một thông tin rất đáng quan tâm, thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin là thời điểm giữa tháng 12 này, không khí lạnh sẽ bao trùm toàn bộ Bắc Bộ, nền nhiệt toàn khu vực giảm sâu khoảng 10 đến 15 độ C so với mọi năm và đợt rét đậm này ở miền Bắc đến ngày 20 tháng 12 sẽ kết thúc. Sau đợt này thì miền Bắc sẽ tiếp tục ấm lên. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 11 đến 14 độ C, vùng núi từ 8 đến 11 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá. Trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai. Đợt gió mùa đông bắc mạnh dự kiến duy trì rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ trong ngày 15 và 16 tháng 12. Từ ngày 17 tháng 12 thì nền nhiệt tăng nhẹ dần. Từ ngày 19 tháng 12 ngày hưởng nắng trời chỉ còn rét. Chi tiết và những thông tin hữu ích cho người dân phòng tránh đợt rét này, chúng tôi sẽ thông tin vào cuối tin sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, giấy khai sinh là một tấm giấy đầu tiên để xác nhận thân phận của một con người. Và ai cũng có một cái giấy khai sinh cho mình và điều này mọi người đều nghĩ là một việc rất là bình thường. Thế nhưng có những đứa trẻ bởi vì hoàn cảnh khó khăn mà không có nổi được một cái giấy thông hành cơ bản nhất cho cuộc đời của mình. Kéo theo đó thì các em không thể hoàn thành được thủ tục hành chính để được đi học ở các trường học công lập cũng như không hưởng được các chính sách bảo hiểm y tế và các chính sách phúc lợi về sau. Và thưa quý vị, để những số phận kém may mắn như thế được mở ra một trang đời mới, thì từ năm 2014, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững MSD đã thực hiện dự án thúc đẩy quyền được khai sinh cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Hồ Chí Minh. Và hành trình khai sinh tương lai cho các em cũng là câu chuyện mà chuyên mục Lan tỏa 30 giây hôm nay muốn chia sẻ cùng quý vị. Theo thống kê của ngành tư pháp, trong khoảng 10.000 trẻ em đường phố tại thành phố Hồ Chí Minh, có tới hơn 5.000 trẻ không có giấy khai sinh, chứng minh nhân dân. Điều đó đồng nghĩa với việc các em chẳng là ai cả, là người vô hình, tồn tại bên rìa của chính cuộc đời mình. Để cùng các em mở sang trang mới của cuộc đời, qua 6 năm triển khai, dự án đã hỗ trợ cho hơn 230 trẻ khó khăn có được giấy khai sinh. Mỗi hồ sơ là một số phận chịu nhiều thiệt thòi, một hoàn cảnh đặc biệt, trong đó có nhiều bé không có giấy khai sinh và không có cả gia đình. Nhiều năm qua, được bảo bọc dưới các mái ấm nhân đạo. Cảm giác khi em có được cái giấy khai sinh đó thì em cũng thấy vui. Khi em có được cái tên thật của mình, cũng là sau này có giúp được em. Trong nhiều trường hợp, có em phải mất tới 5 năm mới nhận được tờ giấy khai sinh cho mình do nhiều thủ tục vướng mắc. Niềm vui của các bậc làm cha làm mẹ khi được cầm trên tay tờ giấy khai sinh cho con, những lúc ấy vừa là cảm xúc khó quên cho các thành viên của dự án, vừa là động lực để nối dài hành trình đầy ý nghĩa của MSD. Mừng lắm, vừa nghe nói là có giấy khai sinh hết rồi, chuẩn bị làm nhập học hết rồi, mấy cháu vui lắm. Nói mẹ con được đi học hả, mẹ được đi học hả, được làm giấy khai sinh hả, mẹ nói ừ được rồi.
Thì ngoài cái việc là chúng tôi tìm kiếm và hỗ trợ cho những trường hợp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có thể được tấm giấy khai sinh, thì chúng tôi cũng có những cái mục tiêu khác liên quan đến việc là phải xây dựng một cái mạng lưới những cái người hỗ trợ cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, để hỗ trợ từ tấm giấy khai sinh cho đến việc là hỗ trợ các em vững bước trên cái con đường tiếp theo nữa. Để làm được một tấm giấy khai sinh cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn, ngoài việc tháo gỡ những vướng mắc về pháp lý, còn có nhiều chi phí làm giấy tờ xác minh nhân thân, xét nghiệm ADN, hỗ trợ đi lại cho cán bộ xã hội, luật sư. Ước tính khoảng 5 triệu đồng một trường hợp. Thế nên, ngoài nỗ lực của MSD, dự án rất mong đón nhận được sự chung tay, góp sức của mọi người để có thêm nhiều em nhỏ kém may mắn được bước sang trang mới cuộc đời. Thưa quý vị, lần nào thì vào lúc này chúng tôi cũng nói với quý vị rằng là thông tin mà chúng ta quan tâm đầu tiên khi trước khi ra đường đó chính là tình hình thời tiết. Và đặc biệt là trong những ngày gần đây khi mà tình hình thời tiết có nhiều biến động thì ngay sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý vị phần cảm nhận thời tiết trực tiếp của phóng viên Thanh Kiều và các thông tin cần lưu ý khác. Xin mời Thanh Kiều. Dạ, xin chào chị Tú Trinh, chào chị Việt Linh và chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, thì một thông tin thời tiết mà tôi muốn đặc biệt lưu ý với quý vị trong chương trình ngày hôm nay đó là về tình hình rét hại, rét đậm ở miền Bắc. Thì khu vực miền Bắc đã chính thức bước vào đợt rét hại, rét đậm đầu tiên trong mùa đông năm 2020. Do đó là mọi người khi mà chúng ta sống ở khu vực miền Bắc vào những ngày này thì hãy lưu ý việc đầu tiên đó là luôn giữ ấm cho cơ thể của mình ở cả khi trong nhà và khi ra ngoài đường nhé. Đặc biệt là chúng ta luôn luôn phải có áo ấm nè, có khăn choàng nè và bổ sung thêm các loại nước ấm nhiều hơn nữa để mà cơ thể chúng ta không bị mất nước. Bên cạnh đó thì quý vị ơi, khi mà chúng ta có vật nuôi, có cây trồng thì để mà hạn chế được cái mức tối thiểu cái sự thiệt hại do rét đậm, rét hại thì chúng ta hãy nghe theo những cái phương án của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, đó là làm những cái dàn lưới cho cây trồng hoặc là lắp đèn sưởi cho vật nuôi. Và xin được phép chuyển sang thông tin về tình hình Nam Bộ. Thưa quý vị, thì những ngày này ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì thời tiết khá là dễ chịu phải không ạ? Đặc biệt là trời nhiều mây và không có nắng gắt nên khi ra ngoài đường chúng ta cũng dễ dàng nhìn nhận đường độ nhiều hơn. Và bên cạnh đó thì quý vị cũng cần nên lưu ý thêm một cái thông tin nữa, đó là theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia là nhiều khả năng trong ngày hôm nay khu vực Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có khả năng xảy ra mưa ở vài nơi và đặc biệt là nên trong cái cơn mưa này sẽ nhiều khả năng xảy ra dông và lốc sét, gió giật mạnh nên chúng ta cần lưu ý nhiều hơn nữa. Và đặc biệt là trước khi ra khỏi nhà, chúng ta đừng quên chuẩn bị cho mình những cái dụng cụ bảo hộ về trời mưa, giống như là áo mưa, về dù. Và đặc biệt là khi nếu như có trời mưa ở ngoài đường thì chúng ta cũng chạy xe cẩn thận quý vị nhé. Thanh Kiều, FBNC đang cảm nhận trực tiếp thời tiết cho tin sáng 30 giây. Cảm ơn Thanh Kiều với những thông tin về thời tiết vừa rồi. Và thưa quý vị, đến đây thì Tin sáng 30 giây cũng xin được phép khép lại. Việt Linh và Tú Trinh xin cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với Tin sáng 30 giây trên kênh truyền hình FBNC YouTube và Facebook FBNC. Chúc quý vị sẽ có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều may mắn.